Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt, Việt Nam thi đấu chung kết Champions League 2020 bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh. Tại Champions League 2020 năm nay, đội xe tăng Việt Nam đã lặp lại thành tích vào thi đấu trận chung kết của bảng 2. Liệu chúng ta có đổi được màu huy chương không? Điểm danh các đối thủ. Đối thủ thi đấu của đội Việt Nam trong trận chung kết bảng 2 là các đội Tajikistan, Myanmar và Lào. Trong bốn đội kể trên, thì đội Tajikistan là đội vượt trội về kinh nghiệm sử dụng xe tăng T-72 cũng như kinh nghiệm thi đấu. Họ vốn là một trên 15 nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ, đã có xe tăng T-72 trong biên chế từ lâu và cũng đã tham dự Champions League liên tục kể từ năm 2015. Tuy nhiên, trong các kỳ thi trước, thành tích của họ không mấy khả quan và thường đứng ở nhóm sau. Thậm chí năm 2019, họ còn đứng sau Việt Nam tới 5 bậc. Việt Nam xếp thứ 14 trên 23, còn Tajikistan đứng thứ 19. Nhưng như một chú sư tử ngủ quên bừng tỉnh giấc, năm nay họ thi đấu khả quan hơn hẳn, nhất là ở vòng loại và giành ngôi đầu. Tuy vậy, sự tỉnh giấc đó cũng có mức độ. Vào vòng bán kết, khi điều kiện thi đấu khắc nghiệt hơn nhiều, thành tích của họ lại thua Việt Nam. Dù sao, họ vẫn là một ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch. Hai đội còn lại có điểm chung với Việt Nam là cùng đến từ vùng Đông Nam Á, nhưng họ có một lợi thế tuyệt đối hơn hẳn Việt Nam là họ đã có xe tăng T-72 trong biên chế từ mấy năm nay. Riêng đội Lào còn có hơn Myanmar một năm kinh nghiệm vì họ đã tham gia giải đấu từ năm 2017. Mặc dù vậy, thành tích thi đấu các năm trước đây của họ cũng không khả quan cho lắm. Năm đầu dự thi, đội Lào đứng thứ 17 trên 19 đội dự thi. Năm 2018, họ đứng thứ 20 trên 23 sau Việt Nam 6 bậc. Còn đội Myanmar năm 2018 xếp thứ 16 trên 22 trên Việt Nam 1 bậc. Song đến năm 2019 thì xếp sau Việt Nam 3 bậc. Sang năm 2020, dường như hai đội này đã có sự quan tâm đầu tư lớn hơn nên kết quả thi đấu khá hơn mọi năm. Đặc biệt là đội Myanmar đã vươn lên vị trí thứ nhất trong vòng bán kết. Nhìn tổng thể thì những gì mà bốn đội trong bảng đã thể hiện từ đầu giải đến nay thì kết quả của các đội cũng xem nhau, lúc trồi lúc sụt và chênh lệch nhau cũng không quá lớn. Ở vòng loại thì Tajikistan đứng đầu, Việt Nam thứ hai, Lào thứ ba, Myanmar thứ tư. Song vào vòng bán kết thì gió lại đổi chiều, Myanmar lên thứ nhất, Việt Nam thứ hai, Tajikistan thứ ba và Lào thứ tư. Bởi vậy có thể nói, đây là cuộc đua của những kỳ phùng địch thủ ngang cơ và cơ hội giành chức vô địch của cả bốn đội cũng gần xấp xỉ nhau. Nếu xem xét kỹ một chút thì thấy có chút ưu thế nho nhỏ nghiêng về Myanmar và Việt Nam. Sơ bộ như trên có thể thấy rằng cơ hội có huy chương của đội Việt Nam là gần như chắc chắn. Còn có đổi được màu huy chương theo hướng sáng hơn hay không thì cơ hội đang nằm trong tay chính các tuyển thủ. Xuất trận với một trái tim nóng bỏng và một cái đầu lạnh lùng tỉnh táo. Năm 2019, lần thứ hai tham gia giải đấu đội tuyển Việt Nam đã lập kỳ tích khi giành huy chương bạc của bảng 2, chỉ xếp sau đội Uzbekistan. Vì vậy, năm 2020 này, giành chức vô địch là tâm tư nguyện vọng của không chỉ các tuyển thủ, mà còn là của lãnh đạo, chỉ huy binh chủng tăng thiết giáp, cũng như người hâm mộ Việt Nam. Với những kinh nghiệm tích lũy được và sự chuẩn bị bài bản, cùng sự cố gắng của lãnh đội và các tuyển thủ, đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ nhất định so với năm 2019. Điều đó thể hiện ở kết quả thi đấu vòng bán kết khi Việt Nam về đích nhanh hơn năm 2019 đến hơn 10 phút. Tuy nhiên, qua các vòng đấu cũng đã thấy xuất hiện một số vấn đề cần rút kinh nghiệm ngay nếu muốn nâng cao thành tích. Trước hết, về mặt kỹ chiến thuật, đội Việt Nam có tiến bộ rất nhiều, nhưng do thời gian được thực tế sử dụng trên xe tăng T-72B3 quá ngắn nên sự hình thành kỹ năng kỹ xảo chưa thật vững chắc, chưa đến mức thuần thục, hành động không cần suy nghĩ. Chính vì vậy đã có những trục trặc nhỏ trong sử dụng trang bị vũ khí xảy ra. Đây cũng là chuyện thường gặp trong khai thác trang bị vũ khí. Đối với các loại trang bị hiện đại, mức độ tự động hóa cao như hệ thống điều khiển hỏa lực, thiết bị ổn định, hệ thống nạp đạn tự động thường có quy trình sử dụng rất chặt chẽ và yêu cầu về điều kiện làm việc rất khắt khe. Chỉ đơn giản như mở máy sai thứ tự hoặc bắt nó phải làm việc trong những điều kiện không đáp ứng đủ các yêu cầu kỹ thuật như vòng quay động cơ quá thấp, điện áp yếu có thể sẽ dẫn đến những trục trặc không đáng có hoặc hoạt động không tin cậy chính xác. Để tránh xảy ra những trục trặc kiểu này, đội tuyển cần phân tích kỹ các tình huống hỏng hóc trong các vòng thi trước, tìm xem nguyên nhân hỏng hóc đó có liên quan gì đến quá trình sử dụng của các tuyển thủ không. Nếu có, phải nhanh chóng có các biện pháp khắc phục ngay. Về mặt xa kích, nhìn chung đội Việt Nam khá hơn hẳn các đối thủ, thể hiện qua số mục tiêu họ diệt được. Tuy nhiên, tốc độ bắn còn chậm và kết quả không đồng đều giữa các kíp xe. Vấn đề cần lưu ý là phải hết sức bình tĩnh và phối hợp tốt giữa các thành viên trong xe, nhất là trưởng xe, phải tăng cường sục sạo để chỉ được mục tiêu cho pháo thủ nhằm rút ngắn thời gian phát hiện mục tiêu.
Về kỹ thuật lái xe, cũng đã có nhiều tiến bộ song cần mạnh dạn dùng vận tốc cao khi vượt qua các chướng ngại vật sau khi đã lấy được hướng chính xác để nâng cao vận tốc trung bình hơn nữa. Trên đoạn nước rút, cố gắng duy trì vận tốc cao nhất càng dài càng tốt, tránh thay đổi vòng quay động cơ đột ngột. Thứ hai, kỳ tích giành huy chương bạc năm 2019 là một nét son, song cũng là áp lực đối với các tuyển thủ dự thi. Bởi vậy, đã thấy xuất hiện tâm lý nôn nóng trong một số tình huống cụ thể. Bản lĩnh thi đấu đã là một nội dung được lãnh đạo chỉ huy đội Việt Nam quan tâm và thường xuyên rèn luyện cho các tuyển thủ trong thời gian tập trung huấn luyện. Tuy nhiên, sự thay đổi môi trường, điều kiện thi đấu sẽ có những ảnh hưởng nhất định, nhất là khi có những áp lực về mặt tâm lý. Để khắc phục vấn đề này, lãnh đội phải hết sức quan tâm đến tâm tư, tình cảm của các tuyển thủ, kịp thời phát hiện những bất ổn và giải quyết kịp thời để tạo một tâm lý thật thoải mái cho các tuyển thủ trước khi vào trận đấu. Và trận đấu với một bản lĩnh thi đấu dày dạn, một trái tim đầy nhiệt huyết và một cái đầu lạnh lùng tỉnh táo thông minh, tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu của mình trong giải đấu Tang Biên năm nay. Giữa những ngày thu lịch sử, mỗi tuyển thủ hãy nhớ đến không khí cách mạng 75 năm trước trên quê hương với bài hát Chiến sĩ Việt Nam. Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra xa trường. Ở quê hương, người hâm mộ đang từng giờ từng phút hướng về các anh. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.